toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trao giải Chị Vàng lần thứ 4 nhân dịp tri ân khách hàng mừng sinh nhật Di Động Việt lần thứ 6. Vâng, vậy là chủ nhân của Chị Vàng lần thứ 4 của chúng ta đã xuất hiện, đó là anh Lý Bình Duy, hiện đang sinh sống tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Vì một số lý do cá nhân thì hôm nay anh Duy không đến nhận giải được. Thay mặt anh Duy sẽ có người thân của anh nhận giúp. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp người thân đó các bạn nhé. Dạ, em chào chị. Chị có thể giới thiệu sơ qua một chút đôi nét về bản thân cũng như là mối quan hệ với anh Lý Bình Duy được không ạ? Dạ, em là vợ của anh Lý Bình Duy ạ. Khi mà nghe anh Duy thông báo là anh trúng một chị vàng thì cảm xúc của chị lúc đó như thế nào ạ? Lúc anh về báo thì thật sự mình không có tin. Tại đêm đó mình hỏi lui hỏi tới, đến khi đi ngủ mình vẫn hỏi có đúng không anh? Rồi dạ, cảm xúc của chị như thế nào khi hôm nay thay mặt anh Duy đứng đây nhận giải ạ? Rất vui và hơi hồi hộp ạ. Dạ, cảm ơn chị đã chia sẻ một chút thông tin và em chúc gia đình chị luôn luôn thành công và có nhiều niềm vui trong cuộc sống, cũng như là sẽ luôn ủng hộ và tin tưởng Di Động Việt ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng làm thủ tục để nhận giải chị nhé. Kính mời chị Kim Vân đại diện cho chi nhánh 117 Nguyễn Bình Khiêm sẽ lên trao giải ạ. Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Một lần nữa xin chúc mừng chủ nhân của chị Vàng lần thứ tư là anh Lý Bình Duy và xin chúc chị luôn luôn thành công trong cuộc sống ạ. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, vậy là chủ nhân của 4 chị vàng cũng đã lộ diện. Vẫn còn 2 chị vàng nữa đang chào đón các bạn. Các bạn hãy nhanh chân đến với showroom của Di Động Việt để cùng tham quan mua sắm và biết đâu đó các bạn sẽ là một trong những vị khách hàng may mắn các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi thông tin về buổi bốc thăm lần thứ 5 và thứ 6 tuần này trên website, Facebook và kênh YouTube của Di Động Việt. Chương trình trao giải của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Lúc ông xã về báo tin là Di Động Việt đã gọi điện cho anh và đã nói là anh đã trúng một chị vàng. Anh rất vui nhưng về báo với vợ, lúc đầu vợ cũng không tin. Vợ họ lưu họ tới, đến khi chồng họ nói em cứ gọi xác minh đi, đến Di Động Việt sẽ trả lời cho em. Đêm tối đó hai chồng đều không ngủ được, cũng mong đến ngày thứ hai để đến nhận giải 4 số 9 ạ. Dạ, hiện tại hai chồng em ở Hóc Môn, chồng em làm bên truyền hình cáp, còn em thì ở nhà nội trợ. Em có hai cháu, cháu 5 tuổi và cháu 3 tuổi ạ. Em cảm ơn Di Động Việt đã đến cho em may mắn này ạ.